Cô xin chào tất cả các em. Chào mừng các em đã đến với kênh mái trường tuổi thơ. Hôm nay cô hướng dẫn các em học môn tiếng Việt lớp 5, bài 2, viết. Tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo tiếp theo. Mời các em mở sách giáo khoa trang 15, chúng mình cùng nhau học bài nhé. Trước khi vào bài học, cô cho chúng mình cùng nhau khởi động. Câu hỏi như sau, nhắc lại cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo đã học ở tiết trước. Các em hãy nhớ lại cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo mình đã học ở tiết trước gồm những chi tiết nào để chúng mình chia sẻ nhé. Chúng mình cùng nhau chia sẻ nào. Ở tiết trước chúng mình đã học cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo, đó là thêm lời kể, lời tả, lời thoại, vân vân ngoài ra chúng ta còn có thể thay đổi cách kết thúc của câu chuyện như vậy là ở tiết học trước các em đã được tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo như bổ sung chi tiết kể tả thêm lời thoại cho nhân vật thay đổi cách kết thúc của câu chuyện trong tiết học này chúng mình sẽ tiếp tục tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo bằng một cách khác đó là đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện qua tiết học ngày hôm nay, đó là tìm hiểu cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo tiếp theo. Chúng mình cùng nhau khám phá kiến thức nào? Trước tiên cô cho chúng mình cùng nhau làm bài tập số 1. Bài tập số 1 yêu cầu như sau: đọc các đoạn văn dưới đây và trả lời câu hỏi. Đây là hai đoạn văn, chúng mình phải đọc lại hai đoạn văn này để trả lời được các câu hỏi nhé. Bây giờ chúng mình lắng nghe cô giáo đọc mẫu và đọc thầm theo cô nào. Đoạn văn 1. Chào các bạn, tôi là chuột xù. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện phiêu lưu ly kỳ của tôi và câu bạn thân mèo nhép. Hôm ấy là một ngày rất đẹp trời, chúng tôi đều muốn đi chơi. Tôi thì muốn chơi ở bên này sông, còn câu bạn của tôi lại lẳng lặng đòi đi chơi ở bên kia sông tôi vẫn nhớ lời dặn của bác ngựa là bên kia sông nguy hiểm lắm thế mà chẳng hiểu sao mèo nhép lại cứ muốn đi chơi ở đó cậu ấy quả là thích phiêu lưu nhưng phiêu lưu mà mất an toàn thì thật đáng sợ tôi cố gắng thuyết phục mèo nhép cậu ấy chẳng những không nghe mà còn chê tôi nhát Cuối cùng, tôi đành chịu thua và đi theo cậu ấy, vì không nỡ để cậu ấy mạo hiểm một mình. Đoạn văn thứ hai. Trên lưng bác ngựa trở về, tôi vẫn tôi vẫn giả vờ nằm thiêm thiếp, mèo nhép chắc là biết lỗi, cứ sụt sịt sụt sịt, nước mắt rơi ướt cả bộ lông của tôi so với lúc cậu ấy khăng khăng đòi sang sông chơi thì bây giờ trông cậu ấy thật quá khác biệt tôi phải cố nén cười cứ để cậu ấy ân hận một lúc nữa như thế mới có bài học chứ chúng mình vừa nghe cô đọc lại hai đoạn văn bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau trả lời các câu hỏi về hai đoạn văn này nhé Câu hỏi số 1. Các đoạn văn trên kể lại câu chuyện theo lời của nhân vật nào? Đáp án của cô là các đoạn văn kể lại câu chuyện theo lời của chuột xù. Câu hỏi B. Nhân vật đó dùng những từ ngữ nào để gọi mình và các nhân vật khác? Các em đọc lại hai đoạn văn để trả lời câu hỏi B nhé. Đáp án của cô như sau Nhân vật chuột xù Dùng từ tôi để gọi bản thân Dùng từ cậu ấy để gọi mèo nhép Và dùng từ bác ngựa để gọi bác ngựa Câu C Những từ ngữ in đậm thể hiện điều gì? Chọn đáp án đúng Có tất cả là bốn đáp án Đáp án A chuột xù không chắc chắn về suy nghĩ cảm xúc của mèo nhép b chuột xù không chắc chắn về suy nghĩ cảm xúc của mình c chuột xù dự đoán được sự việc xảy ra tiếp theo d chuột xù thể hiện khách quan khi kể câu chuyện vậy chúng mình hãy suy nghĩ để lựa chọn đáp án đúng trong bốn đáp án này nhé đáp án của cô như sau Những từ in đẫm thể hiện đó là chuột xù không chắc chắn về suy nghĩ cảm xúc của mèo nhép Ý D Cách kể chuyện trong các đoạn văn trên có gì khác với cách kể chuyện trong bài văn mà mình học ở tiết trước trang 11 Về cách mở đầu câu chuyện Cách kể lại các sự việc trong câu chuyện và cách kết thúc câu chuyện. Chúng mình hãy nhớ lại tiết học trước để chúng mình so sánh. Đáp án của cô như sau. Thứ nhất là về cách mở đầu câu chuyện. Ở bài văn kể lại câu chuyện trang 11 tiết trước, thì cách mở đầu câu chuyện đó là người viết giới thiệu câu chuyện. Còn hai đoạn chuyện mà được kể theo lời của chuột xù, đó chính là người viết trong vai nhân vật chuột sù đã tự giới thiệu về bản thân mình. Tôi là chuột sù. Sau đó mới giới thiệu câu chuyện. Tôi sẽ kể cho các bạn nghe câu chuyện phiêu lưu kỳ ly kỳ của tôi và các cậu bạn thân mèo nhép. Tiếp theo đó là về cách kể lại các sự việc trong câu chuyện. Ở tiết học trước, đó là người viết kể lại các sự việc diễn ra theo đúng lời kể trong câu chuyện gốc. Người viết không tham gia vào câu chuyện nên không xuất hiện trong câu chuyện. Còn ở hai đoạn chuyện trên thì người viết kể lại các sự việc diễn ra theo lời của chuột sù, nhân vật được đóng vai để kể chuyện. Và tiếp theo đó là người viết trong vai chuột sù đã xưng là tôi và tham gia trực tiếp vào câu chuyện thể hiện cảm xúc cá nhân với các sự kiện trong câu chuyện đó về cách kết thúc câu chuyện thì ở tiết học trước là nêu suy nghĩ cảm xúc của người viết về câu chuyện còn ở hai đoạn chuyện này thì kết thúc của câu chuyện dưới góc nhìn của uh, chuột xù của nhân vật như vậy là chúng ta đã tìm được ra sự à, khác biệt giữa bài văn kể lại câu chuyện ở tiết trước với bài với hai đoạn chuyện mà được kể theo lời của chuột sủ ở tiết học này như vậy là qua bài 1 mình có thể rút ra cấu trúc của bài văn đóng vai kể chuyện như sau về phần mở bài thì nhân vật tự giới thiệu bản thân và giới thiệu câu chuyện. Về thân bài thì kể lại các sự việc theo cảm nhận của nhân vật. Về phần kết bài thì kết thúc câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật đó. Đây chính là cấu trúc của bài văn đóng vai kể chuyện mà chúng mình cần ghi nhớ nhé. Bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau làm tiếp bài tập số 2. Bài tập 2 yêu cầu như sau: trao đổi về những điểm cần lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện. Gợi ý như sau: Câu chuyện được kể theo lời của nhân vật nào? Nhân vật kể chuyện xưng là gì? Các sự việc trong câu chuyện được kể như thế nào? Theo cảm nhận của nhân vật. Chúng mình hãy suy nghĩ và trả lời câu hỏi số 2 nhé. chúng mình cùng nhau chia sẻ nào thứ nhất là lưu ý khi đóng vai à, một nhân vật để kể lại câu chuyện thì các em cần lưu ý như sau trước khi viết bài văn đóng vai kể chuyện thì cần chọn nhân vật để đóng vai và chọn từ ngữ tự xưng cho phù hợp ví dụ như nếu mình đóng vai là bác ngựa trong câu chuyện một chuyến phiêu lưu thì không thể tự xưng là tớ Vì bác ngựa đã lớn tuổi rồi Lưu ý tiếp theo đó là trong khi viết bài văn đóng vai kể chuyện Cần giới thiệu, kể lại câu chuyện Và kể kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của mình Cần bộc lộ cảm xúc phù hợp với nhân vật mà mình đóng vai Lưu ý thứ ba đó là cần đảm bảo bài văn phải có đủ bố cục 3 phần mở bài, thân bài và kết luận. Đó chính là những lưu ý khi đóng vai một nhân vật để kể lại câu chuyện. Qua bài học này, chúng mình cần ghi nhớ những điều sau. Thứ nhất là đóng vai nhân vật để kể lại câu chuyện cũng là một cách viết bài văn kể chuyện sáng tạo. Và ghi nhớ thứ hai đó là phải ghi nhớ bài văn gồm có 3 phần. Phần 1 là mở bài, đóng vai nhân vật để tự giới thiệu và dẫn dắt vào câu chuyện. Phần thứ hai đó là thân bài, kể lại diễn biến câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật mà em đóng vai. Cái thứ ba đó là phần kết bài thì chúng ta sẽ kể kết thúc của câu chuyện theo cảm nhận của nhân vật đó. Đây chính là phần ghi nhớ nội dung của tiết học ngày hôm nay. Các em hãy ghi nhớ nội dung này để chúng mình có một bài văn hay nhé tiết học của cô hôm nay đến đây là hết rồi thân ái chào tạm biệt các em chúc các em chăm ngoan học giỏi và hẹn gặp lại các em ở tiết học sau